Thưa quý vị, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trong ngày Chủ nhật ngày hôm nay sẽ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo từ trưa cho tới chiều muộn, nhiệt độ từ 27 cho tới 32 độ C. Còn ở phía Tây Bắc Bộ thì sẽ xuất hiện nắng sớm từ sáng, nhiệt độ sẽ cao hơn là từ 30 cho tới 35 độ C. Và với hình thái thời tiết này thì sẽ rất thích hợp cho các hoạt động lưu thông và vui chơi ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần. Còn với khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, quý vị hãy hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian từ trưa đến chiều, bởi ngày hôm nay trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất là 35 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều nơi nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ C. Vì vậy, nếu lựa chọn bể bơi, công viên nước để giải nhiệt thì quý vị nên chọn các khu vực vui chơi trong nhà để đảm bảo sức khỏe. Vâng, và xin chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui, và bảng nhiệt độ chi tiết sẽ có ở phần sau của chương trình.